Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Ukraine tiêu hủy cả một đoàn xe tăng. Trong bản báo cáo sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 7, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các xạ thủ Ukraine thuộc lữ đoàn cơ giới 24 được đặt theo tên của vua Danilo đã tiêu diệt một đoàn xe tăng và thiết giáp của quân xâm lược Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhận định rằng Nga đang có kế hoạch chuyển quân trên toàn lãnh thổ Nga theo một kế hoạch mới mà Tổng thống Putin rất kỳ vọng. Hôm 5 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có một cuộc họp với Tổng thống Putin để báo cáo về chiến thắng tại Lysychansk. Thay vì nhận được những lời khen ngợi, Sergei Shoigu đã nhận được một tin bất ngờ như gáo nước lạnh tạt vào mặt. Ông Putin nói, hôm nay, Đại tướng Alexander Pavlovich Lapin và Đại tướng Lục quân Sergei Vladimirovich Surovikin cũng đã báo cáo với tôi về tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao và các đề xuất của họ về việc phát triển các chiến dịch tấn công tiếp theo. Hai đại tướng Alexander Pavlovich Lapin và Sergei Vladimirovich Surovikin đã báo cáo vượt cấp thẳng cho Tổng thống Putin mà không qua Sergei Shoigu. Nga đang tràn trề hy vọng vào kế hoạch mới này. Tuy nhiên, vấn đề chuyển quân không phải dễ dàng trong tình trạng là Ukraine ngày nay có các hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt từ xa. Khởi đầu của kế hoạch mới không mấy khả quan, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine nói. Xe tăng, xe chở đạn của Nga bị phá hủy ở vùng Kharkiv. Quân đội Ukraine đã phá hủy một xe tăng Nga và một xe tải chở đầy đạn dược ở khu vực Kharkiv. Tuyên bố liên quan được đưa ra bởi Cục Truyền thông Chiến lược của các lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc họp báo sáng Chủ nhật mùng 10 tháng 7 tại Kyiv. Tại khu vực Kharkiv, một xe tăng địch, xe MTLB và một xe tải chở đạn đã bị phá hủy bằng hỏa lực pháo binh. Xin nhắc lại rằng, trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 9 tháng 7 năm 2022, tổng thiệt hại khi chiến đấu của Nga tại Ukraine lên tới khoảng 37.200 quân. Cập nhật tình báo quốc phòng mới nhất về tình hình ở Ukraine. Trong bản báo cáo mới nhất, Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Anh nhận định rằng trái với những tuyên bố hoang mang của Putin cho rằng quân đội Nga thậm chí còn chưa bắt đầu các nỗ lực nghiêm túc ở Ukraine. Nga đã cạn kiệt vũ khí và phải tung ra các vũ khí và thiết bị được sản xuất từ những năm 1950. Nga đang di chuyển các lực lượng dự bị từ khắp đất nước và tập hợp gần Ukraine cho các chiến dịch tấn công trong tương lai. Một tỷ lệ lớn các đơn vị bộ binh mới có lẽ đang triển khai với các xe bọc thép MTLB lấy từ kho rất cũ kỹ để làm phương tiện vận chuyển chính. Trong khi những chiếc MTLB trước đây được phục vụ trong vai trò hỗ trợ cho cả hai bên, thì Nga từ lâu đã coi chúng không phù hợp với hầu hết các vai trò vận tải bộ binh tiền tuyến. Ban đầu nó chỉ được thiết kế vào những năm 1950 như một xe kéo pháo, có lớp thiết giáp rất hạn chế và chỉ gắn một khẩu súng máy để bảo vệ. Ngược lại, hầu hết các đơn vị tấn công cấp cao đầu tiên của Nga đều được trang bị xe chiến đấu bộ binh BMP số 2 vào tháng 2. Có lớp thiết giáp dày tới 33mm, gắn pháo tự động 30mm cực mạnh và bệ phóng hỏa tiễn chống tăng. Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Putin vào ngày 7 tháng 7 năm 2022 rằng quân đội Nga thậm chí còn chưa bắt đầu nỗ lực nghiêm túc ở Ukraine, nhiều lực lượng tiếp viện của họ là các nhóm đột xuất triển khai với các thiết bị lỗi thời hoặc không phù hợp. Người Nga phá hoại mùa màng ở vùng Kherson. Trong cuộc họp báo tại Kyiv hôm Chủ nhật 10 tháng 7, Phó Thủ tướng Ukraine Irina Verechuk đã lên án điều mà bà gọi là những cuộc phá hoại mùa màng có chủ đích của quân Nga ở khu vực Kherson. Bà cho biết lực lượng cảnh sát địa phương đã mở các thủ tục hình sự sau các cuộc pháo kích liên tục của các lực lượng Nga nhằm ngăn cản việc dập tắt các đám cháy ở những vùng đất bị chiếm đóng. Cảnh sát cho biết
các đám cháy quy mô lớn xảy ra hàng ngày, thiêu rụi hàng trăm hecta lúa mì, lúa mạch và các loại cây ngũ cốc khác. Phó Thủ tướng Ukraine nói, do bị pháo kích liên tục, rất khó dập tắt những đám cháy như vậy ở những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Người Nga cố tình không cho phép dập tắt những đám cháy. Quân xâm lược cũng phá hủy các kho ngũ cốc, máy móc nông nghiệp và các nhà máy điện mặt trời. Một cuộc điều tra của Times phanh phui các bất động sản ở Anh chưa bị tịch thu. Một cuộc điều tra của tờ Times đã tìm thấy 18 bất động sản ở Anh thuộc sở hữu của nhà nước Nga mà họ cho rằng có thể bị tịch thu và trao cho Ukraine. Tờ Times cho biết Ukraine cũng đang xem xét hành động pháp lý để sở hữu 18 bất động sản có thể trị giá lên đến 100 triệu bảng Anh. Vadim Ristaiko, đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh cho biết, chúng tôi đánh giá cao Anh và Liên hiệp Âu Châu vì đã cho biết họ sẽ giúp chúng tôi xây dựng lại Ukraine, nhưng chính Nga mới cần phải trả giá cho điều đó. Đối với chúng tôi, đây sẽ là một cách làm đơn giản. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm trên đảo Bali của Indonesia vào hôm thứ Bảy, một ngày sau khi cả hai cùng tham dự cuộc họp của các nhà ngoại giao hàng đầu từ các nước G20. Blinken đã thảo luận về hành động gây hấn của Nga ở Ukraine và nêu lên những lo ngại về sự liên kết của Bắc Kinh với Mạc Tư Khoa. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc nói chuyện với Vương Nghị kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ, ông nói, chúng tôi lo ngại về sự liên kết của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa với Nga. Tôi không tin rằng Trung Quốc đang hành động một cách trung lập. Blinken cho biết, Hoa Kỳ không thấy dấu hiệu nào vào thời điểm này cho thấy Nga sẵn sàng tham gia vào các hoạt động ngoại giao có ý nghĩa. Ông nói, hành động gây hấn không chỉ chống lại Ukraine mà còn chống lại các nguyên tắc cơ bản của trật tự thế giới. Chúng ta sẽ xem liệu Nga có nhận được thông điệp tại G20 trong những ngày tới hay không. Hôm thứ Bảy, sau khi rời Indonesia, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết, cam kết của Hoa Kỳ đối với người dân Ukraine là kiên quyết trong khi tuyên bố viện trợ hơn 360 triệu đô la. Giấc mơ của ông Putin tại Bosnia. Ivana Stratner, một thành viên nghiên cứu tại Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ, hôm thứ Bảy 9 tháng 7 đã chỉ ra rằng những lời đe dọa ly khai của nhà lãnh đạo người Bosnia Serb Milorad Dodic là một giấc mơ đang thành hiện thực đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nga đang phá hoại sự ổn định của Bosnia bằng cách hợp tác với Serbia để làm trầm trọng thêm sự chia rẽ sắc tộc giữa người Croatia, người Bosnia và người Serb. Stratner nói với Express trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Bảy, những lời đe dọa theo chủ nghĩa ly khai của Dodic là một giấc mơ trở thành hiện thực đối với Putin. Người đã hứa với ông ấy rằng, chúng ta sẽ không bỏ rơi bạn bè của mình. Nhận xét của bà được đưa ra sau khi ông Dodic cho biết vào tháng 6 rằng Serbia sẽ chờ đợi tình hình toàn cầu thích hợp để đạt được kế hoạch ly khai khỏi Bosnia. Điều này cũng đã diễn ra trong bối cảnh lo ngại về sự bất ổn ở Tây Balkan, có khả năng bị thúc đẩy bởi cuộc chiến của Nga ở Ukraine, khiến Đức lên kế hoạch triển khai quân đội với sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên minh Âu Châu ở Bosnia, Al Jazeera đưa tin vào tháng trước. Stratner nói với Express, những gì chúng ta thấy ở Balkan giống như một vở kịch mà ông Putin đang sử dụng ở Georgia và Moldova. Đó là vũ khí hóa các phong trào ly khai và khai thác các cuộc xung đột từ lâu đã đóng băng. Dodic, một người ủng hộ ông Putin, hiện là thành viên người Serb trong nhiệm kỳ tổng thống ba bên của Bosnia. Trước đó đã đổ lỗi cho cuộc chiến ở Ukraine đã làm trì hoãn kế hoạch rút khỏi các tổ chức quốc gia của Bosnia do Mạc Tư Khoa hậu thuẫn, Reuters đưa tin hồi tháng trước. Mục tiêu của Dodic là chia cắt một nửa Bosnia và hợp nhất nó với nước láng giềng Serbia, đã khiến Hoa Kỳ và Vương quốc Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại ông vào đầu năm nay vì nỗ lực gây xung đột và gây bất ổn cho Bosnia và Herzegovina. Bosnia đã trải qua một cuộc chiến tranh từ năm 1992-1995, khiến hơn 100.000 người thiệt mạng trước khi đạt được một thỏa thuận.
được gọi là Hiệp định Dayton, nhằm chấm dứt xung đột. Thỏa thuận đã tạo ra các cơ quan người Serb Bosnia và Bosnia Croat, những người được kết nối bởi các tổ chức chung của Bosnia và một tổng thống ba bên, theo AP. Theo The New York Times, Dodik và ông Putin có những mục tiêu tương tự khi nói đến Bosnia, bao gồm việc củng cố liên minh Serbia-Nga, vì cả hai đều muốn ngăn Bosnia tìm kiếm tư cách thành viên Liên Hiệp Âu Châu và NATO. Ông Putin thậm chí còn nhấn mạnh sự ủng hộ của ông đối với Dodik trong một cuộc gặp hồi tháng 6, khi Tổng thống Nga nói với nhà lãnh đạo người Serb Bosnia rằng chúng tôi không rời bỏ bạn bè của mình. Stretner lưu ý rằng Nga không cần thiết phải lan rộng xung đột của mình ra ngoài biên giới Ukraine để gây ra bất ổn ở Balkan, đồng thời giải thích rằng Mạc Tư Khoa không cần thiết phải tiến vào Balkan vì những người ủy nhiệm của Nga sẽ giúp giải quyết căng thẳng leo thang trong khu vực. Bà nói thêm, các cuộc biểu tình mới ở Bosnia phản ánh các hoạt động của Nga ở Phi Châu về tình hình bất ổn kinh tế. Giáo hội chính thống giáo Nga luôn là người đại diện trung thành để làm trầm trọng thêm tình trạng chia rẽ tôn giáo ở Montenegro và Kosovo. Ngoài ra, các tác nhân địa phương được hưởng lợi về mặt tài chính từ phương Tây và cũng sử dụng ảnh hưởng của Nga để có lợi cho họ, giả vờ rằng họ là nạn nhân của sự can thiệp của Mạc Tư Khoa, trong khi thực tế họ là người hỗ trợ. Vì vậy, điều quan trọng là phải hiểu lợi ích từ Nga và các đối tác địa phương một cách tổng thể. Năm ngoái, Christian Smith, đại diện cấp cao của Bosnia và Herzegovina, đã cảnh báo về sự bất ổn trong khu vực trong một báo cáo đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nói rằng Hiệp định Dayton bị đe dọa do thiếu phản ứng với tình hình ở Bosnia. Ông nói, việc thiếu phản ứng với tình hình hiện tại sẽ gây nguy hiểm cho thỏa thuận Dayton, trong khi sự bất ổn ở Bosnia sẽ có những tác động lớn hơn trong khu vực. Triển vọng về sự chia rẽ và xung đột hơn nữa là rất thực tế. Zelensky, các hành động khủng bố của Nga chỉ có thể bị ngăn chặn bằng vũ khí hiện đại, chính xác cao, mạnh mẽ. Trong thông điệp mới nhất gửi đến quốc dân đồng bào, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói: "Các bạn Ukraine thân mến, xin kính chúc sức khỏe." Một báo cáo ngắn gọn về các sự kiện trong ngày, đó đã là ngày thứ 136 của cuộc phòng thủ của chúng ta. Hôm nay, tôi đã có cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher và phái đoàn các thượng nghị sĩ sau khi ông Larcher có bài phát biểu tại Verkhovna Rada của Ukraine. Và tôi biết ơn ông ấy vì bài diễn văn đầy cảm hứng và gọn gàng của ông. Đặc biệt trong bài phát biểu, ông nhắc nhở rằng tiền tuyến sẽ giữ được chừng nào hậu phương còn vững vàng. Và hậu phương của chúng ta bây giờ không chỉ là phần tự do của Ukraine, mà còn của tất cả 27 quốc gia thuộc Liên minh Âu Châu và toàn bộ thế giới dân chủ. Do đó, toàn quân của chúng ta, quân đội Ukraine, làm việc 24 giờ trên 7 ngày để giữ vững lợi ích của nhà nước và quốc phòng của chúng ta là trọng tâm của mọi quốc gia đã hoặc có thể trở thành một phần của liên minh chống chiến tranh của chúng ta. Ông Larcher cũng cho biết một điều quan trọng khác. Với mọi cuộc tấn công vào Ukraine, với mọi tội ác của quân chiếm đóng Nga, với mọi thành phố tử đạo mới, sự kiên quyết của người Âu Châu sẽ giúp Ukraine trở nên ổn định hơn. Nó thực sự là như vậy. Tuy nhiên, nhà nước khủng bố hoàn toàn không hiểu điều này và sẽ không bao giờ chấp nhận nó như một sự thật. Chỉ trong một ngày, quân đội Nga đã tấn công các thành phố Mykolaiv và Kharkiv, Kiryvyi, các cộng đồng của vùng Zaporizhia. Nó bắn chính xác vào khu vực dân cư hoàn toàn có ý đồ, có chủ đích, vào các ngôi nhà bình thường và các đối tượng dân sự. Có thương vong, có chết, có bị thương. Các cuộc tấn công tàn bạo của pháo binh Nga ở Donbass không dừng lại dù chỉ một ngày. Hướng Sloviansk, Bakhmut, Avdiivka. Chúng ta thực sự có thể ngăn chặn những hành động khủng bố như vậy với vũ khí hiện đại, chính xác cao và mạnh mẽ. Và tôi muốn cảm ơn Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ vì quyết định cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quốc phòng mới với số tiền 400 triệu Mỹ Kim. Các đơn vị phóng HIMARS bổ sung và các vũ khí chính xác cao khác cho phép chúng tôi thực hiện các bước chống khủng bố chính xác và giảm khả năng tấn công của Nga. Hôm nay, tôi đã có một cuộc họp với đại diện của các công ty xây dựng
với những công ty mà chất lượng cơ sở hạ tầng Ukraine, các tuyến đường cung cấp của chúng ta phụ thuộc vào đó. Vấn đề xây dựng mạng lưới giao thông phẩm chất cao cũng luôn là câu hỏi về sự an toàn. Và trong điều kiện chiến tranh toàn diện, cơ sở hạ tầng vững chắc là một trong những yếu tố then chốt của quốc phòng. Tôi cảm ơn đại diện của các công ty xây dựng đã làm việc với tôi, thảo luận với tôi về những nhiệm vụ trọng tâm trong tương lai gần. Nó liên quan đến cả công cuộc tái thiết đất nước và tăng cường thêm hệ thống hậu cần của chúng tôi. Hôm nay, tôi đã ký sắc lệnh về việc cách chức một số đại sứ của Ukraine. Việc luân chuyển này là một phần bình thường của thông lệ ngoại giao. Các đại diện mới của Ukraine sẽ được chỉ định là Cộng hòa Tiệp, Đức, Hung Gia Lợi, Na Uy và Ấn Độ. Các ứng viên đang được Bộ Ngoại giao chuẩn bị hồ sơ. Tôi đang chuẩn bị cho tuần mới, sẽ có tin tức quan trọng, kể cả từ các quan chức chính phủ. Cảm ơn tất cả những người bảo vệ quốc gia. Niềm tự hào cho Ukraine. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.